Xin chào anh em, nhân dịp đầu xuân năm mới 2021 Tân Sửu, Lotto AZ xin kính chúc anh em và gia đình có một năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và chúng mình cũng nhận thấy rằng là có khá nhiều anh em đang cảm thấy buồn bực khi mà đợt vừa rồi không đủ may mắn để có thể tham gia săn sale trong chương trình Mega Sale giảm giá trực tiếp 5 triệu đồng trong các mẫu máy của Lotto AZ. Chính vì vậy, ngay trong livestream này, nhằm tri ân khách hàng đã tham gia tin tưởng ủng hộ Lotto AZ trong suốt khoảng thời gian vừa qua, Lotto AZ chúng mình nhân dịp khai xuân năm mới sẽ đem đến một chương trình khuyến mãi mới mang tên Vòng quay may mắn, với giải thưởng đặc biệt là một chiếc laptop Lenovo Legion 5 trị giá 30 triệu đồng và hàng loạt lì xì dành cho anh em có thể lên đến tận 5 triệu đồng rồi đấy. Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ? Vậy thì không biết là cái chi tiết chương trình và cái thời gian của chương trình là diễn ra khi nào hả mình? Thời gian của chương trình sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 2, tức là ngày mùng 6 Tết, đến tận ngày 31 tháng 3 năm 2021. Không biết thể lệ tham gia khó không nhỉ? Nhà anh ấy là ba đời đánh lô toàn xịt thôi. Đúng rồi, lô thì có thể xịt và trúng, còn chơi cùng Lotto AZ thì chắc chắn 100% là trúng. Chương trình này sẽ áp dụng cho tất cả các khách hàng tham gia mua hàng, mua laptop tại cửa hàng Lotto AZ trong thời gian diễn ra sự kiện. Nên anh em thoải mái mà tham gia đi, chắc chắn trúng đấy. Và ngay bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cách anh em để tham gia chương trình khuyến mãi này nhá. Anh em sẽ truy cập vào trang web của Lotto AZ, và nếu anh em chưa biết trang web này ở đâu thì mình sẽ để link ở ngay bên dưới phần mô tả của video. Tiếp theo thì chúng ta sẽ click vào banner của chương trình khuyến mãi, và nhớ là chúng ta phải bỏ chặn quảng cáo đi, không nếu không thì sẽ không nhìn được cái banner này đâu. Ok, và rồi chúng ta sẽ nhảy ra được một trang web như thế này. Chúng ta sẽ ấn vào nút quay. Rồi, và tiếp theo đó thì điền các thông tin cơ bản của chúng ta như là họ tên, số điện thoại, email và ấn vào gửi. Rồi, tiếp theo đó ấn vào nút quay thôi. Easy và dễ dàng. Trong thời gian đợi chúng ta có thể đi thắp hương hay là uống một ly trà xanh để có thể tăng thêm sự may mắn. Và đợi một chút, nó sẽ quay và sẽ biết được rằng là chúng ta trúng được phần thưởng gì. Ở đây thì mình đã trúng được giải là 1 triệu đồng. Chúng ta sẽ lưu cái mã này lại. Và chúng ta có thể chụp ảnh màn hình này lại và để làm bằng chứng có thể liên hệ với cả fanpage của Lotto AZ để có thể sử dụng mã này khi chúng ta tham gia mua laptop tại cửa hàng Lotto AZ để được giảm giá nhé. Uầy, trúng 1 triệu ngon nhỉ? Ừ, dễ không anh? Dễ hơn cả trúng lô luôn. Anh thử xem có okay, tặng lô. Ok, anh làm thử đi. Đấy, ấn vào quay. Đúng. Quay này. Rồi, điền các thông tin về họ tên như kiểu. Đấy, Hoàng Âu lại, số điện thoại, email, ấn gửi. Xong ấn gửi không? Đúng rồi. Gửi nhá. Đúng, anh gửi đi. Hứa là trúng nhá. Hứa chắc chắn trúng. Ok. Không trúng thì em là em anh luôn. Được. Rồi, ấn vào quay. Quay nhá. Rồi. Hứa là trúng đấy. Hứa là trúng. Ok. Anh ấn quay đi, xong rồi anh em mình đi làm cốc trà xanh thôi. Ok. Thôi khẩn các cụ để vào được con Legion 5. Legion. Bravo luôn anh em. Trúng được 2 triệu đồng. Quá easy luôn. Gấp đôi của em rồi. Anh có thể lưu lại cái mã này và tham gia khi mà mua hàng tại cửa hàng Lotto AZ thì show cái mã này ra, chúng ta sẽ được giảm giá trực tiếp 2 triệu đồng luôn. Minh ơi, cho anh hỏi này. Thế thì số lượng tất cả từ những cái giải đặc biệt cho đến các cái voucher thì số lượng nó có giới hạn không? À, anh em chú ý nhá, số lượng giải của chúng ta là không giới hạn luôn. Chính vì vậy, hoàn toàn có thể là anh quay được trúng con Legion 5, em quay sau vẫn trúng thêm được một con Legion 5 nữa. Chính vì vậy, đây là một chương trình khuyến mãi vô cùng là tuyệt vời, anh em hoàn toàn có thể tham gia được thoải mái luôn. Nhanh tay tham gia cùng chúng mình để có thể trúng thêm nhiều giải thưởng hơn nhau. Và mình xin được chúc tất cả anh em thật nhiều may mắn để có thể trúng được những phần thưởng cực kỳ đặc biệt từ Lotto AZ. Và tất cả các link chương trình và link sản phẩm mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả video để cho anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Và anh em cũng đừng quên like, share, subscribe cho channel của Lotto AZ để chúng ta có thêm nhiều động lực để tạo ra nhiều chương trình hay ho hơn cho anh em tham gia cùng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Mình là Hoàng Vô. Và mình là Bình Minh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.